ca sĩ Thanh Mai, búp bê không tình yêu, giọng ca hương sắc của Sài Gòn nổi tiếng qua một bức ảnh. Trong làng nhạc Sài Gòn, trước năm 1975, dù không phải là ca sĩ thuộc hàng nổi danh nhất, nhưng Thanh Mai vẫn được rất nhiều người biết đến và yêu mến. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và giọng hát tươi vui trong trẻo. Tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mai, nhưng nghệ danh là Thanh Mai, lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình Việt Nam trong Ban Thiếu Nhi của Xuân Phát. Với bản Bức Họa Đồng Quê Văn Phụng lúc 14 tuổi, Thanh Mai từng là ca sĩ đình đám tại Sài Gòn trước năm 1975. Nữ ca sĩ được mệnh danh là Búp Bê Thanh Mai sau khi thành công với nhạc phẩm nổi tiếng một thời Búp Bê Không Tình Yêu. Ngoài tài năng âm nhạc nổi trội, Thanh Mai còn được công chúng yêu mến bởi sắc vóc rạng rỡ. Thời Hoàng Kim, cô được xem là một trong những giọng ca hương sắc của Sài Gòn với gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to đen láy quyến rũ. Ca sĩ Thanh Mai bén duyên với âm nhạc từ sớm. Sau thời gian sinh hoạt văn nghệ trong các ban nhạc thiếu nhi, nữ ca sĩ bắt đầu theo đuổi sự nghiệp một cách nghiêm túc vào năm 17 tuổi. Trong một lần đi hát tại phòng trà, nữ ca sĩ đã gặp được nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, nhận thấy tiềm năng của cô, ông đã nhận cô làm học trò. Từ lúc thầy đưa tôi lên TV, tôi nổi tiếng luôn, cuộc đời tôi như một giấc mơ vậy. Thời gian đó tôi vui lắm, tôi nổi tiếng rất sớm, Thanh Mai chia sẻ. Cô càng nổi tiếng hơn khi kết hợp với ca sĩ Quốc Dũng và trở thành bộ đôi đình đám thời đó. Song ca nam nữ, Thanh Mai Quốc Dũng trình bày hai bản Ai Đưa Em Về, Nguyễn Ánh Chín và Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài, Phạm Duy trên đài truyền hình Sài Gòn được khán giả vô cùng khen ngợi. Cả hai không chỉ chiếm thiện cảm của công chúng bằng dòng nhạc trữ tình mà còn với nhạc trẻ tự sáng tác. Khi gặp ca sĩ Thanh Mai, nhạc sĩ Quốc Dũng có cảm hứng sáng tác thêm một số ca khúc phù hợp với giọng ca của cô như Quê Hương và Mộng Ước, Biển Mộng, Bên Nhau Ngày Vui. Không chỉ nổi tiếng trong âm nhạc, với gương mặt xinh xắn, Thanh Mai còn ghi được dấu ấn với lĩnh vực điện ảnh. Trong một lần đi xem đá banh tại sân Cộng Hòa, Thanh Mai tình cờ gặp nhạc sĩ Lam Phương và được ông mời tham gia vào bộ phim Gác Chuông Nhà Thờ do Túy Hồng, vợ của nhạc sĩ Lam Phương sản xuất. Sau khi thử vai thành công trong cuốn phim đầu tiên này, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã tiếp tục mời Thanh Mai tham gia phim Bẫy Ngầm được trình chiếu vào năm 1972. Trong phim này, Thanh Mai vào vai con gái của nhân vật do tài tử Lê Quỳnh đóng. Nhờ vai diễn này, cô vinh dự được nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng về văn học nghệ thuật do đích thân Tổng thống trao tặng. Thời gian sau, Thanh Mai lại được tham gia một cuốn phim hài kinh điển và nổi tiếng của Sài Gòn là Năm Vua Hề Về Làng vào năm 1974, công chiếu vào tháng 2 năm 1975. Phim này có nhiều diễn viên Sài Gòn khi đó là La Thoại Tân, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Thanh Được, Tùng Lâm. Đầu năm 1975, Thanh Mai được mời vào ban nhạc của Tổng ủy Dân Vận, dự tính sẽ sang Pháp và Thái Lan trình diễn. Những buổi sáng vào cùng tập hợp ca hát với nhiều ca sĩ tên tuổi thời đó, các bản nhạc quê hương như Mẹ Trùng Dương, Phạm Duy vẫn là kỷ niệm đẹp ở Sài Gòn. Buổi tối hát nhiều phòng trà, thu băng cho các trung tâm Ngọc Chánh, Tùng Giang, Quốc Dũng và xuất hiện trên đài truyền hình Sài Gòn. Sinh hoạt ca nhạc của Thanh Mai khá bận rộn. Chia sẻ về mức cát xê thời Hoàng Kim, nghệ sĩ Thanh Mai nói: "Thu nhập của tôi gấp 10 lần cha tôi lương một tháng khoảng chừng 20 mấy ngàn, lương của tôi thì khoảng 200 mấy chục ngàn. Vì người nghệ sĩ được rất nhiều quyền lợi, đặc biệt là khi đóng quảng cáo." Bức ảnh Thanh Mai ngậm một mặt dây chuyền là một bức ảnh nổi tiếng và được nhiều người nhớ đến. Chia sẻ về nguồn gốc bức ảnh này, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bức ảnh chụp năm tôi 18 tuổi, thợ chụp hình cho tôi tên Thành, anh ấy là người chụp hình tôi nhiều nhất vì hễ rảnh là hai anh em đi chụp hình ở các thắng cảnh ở Sài Gòn." Tên tuổi và sự nghiệp đang trên đường thăng tiến thì Thanh Mai lấy chồng lúc 19 tuổi và theo gia đình chồng sang Pháp tháng 6 năm 1977. Sang Pháp, Thanh Mai tiếp tục ca hát, trình diễn cho đồng hương ở châu Âu và có thu băng cassette 8 bản cho trung tâm Phượng Nga ở Paris đầu thập niên 80 trong 3 cuốn Phượng Nga 1, 2, 3. Nhờ tiền thù lao mà cô mua được chiếc xe hơi cũ đầu tiên trên xứ người. Năm 1983, Thanh Mai được mời sang Houston, Hoa Kỳ hát mùa Giáng sinh và ghé Nam Cali chơi. Năm 1984, phòng trà tự do ở quận Cam mời cộng tác trong một tháng và khi trở về Pháp, cô quyết định rời cả gia đình sang Mỹ lập nghiệp vào tháng 11 năm 1984. Được nhiều cộng đồng người Việt Nam trên xứ Mỹ mời trình diễn, Thanh Mai tiếp tục sinh sống bằng nghề ca hát, thực hiện cuốn Tình Ca Nhạc Trẻ, giọng của cô với Joe Marcel, Tùng Giang, Duy Quang, Elvis Phương bán rất chạy và tiếp tục dự phát hành cuốn 2, 3, 4 và các cuốn New Way. Trong một đêm hát đón năm mới dương lịch ở Houston, cảm thấy cô đơn vì xa gia đình, người ca sĩ quyết định chuyển ngành kinh doanh và mở nhà hàng Thanh Mai vào năm 1988 tại khu Little Sài Gòn, Nam Cali. Gần 70 tuổi đời, nhưng ca sĩ Thanh Mai vẫn còn nét đẹp hồn nhiên của một thời Sài Gòn trước tháng 4 năm 1975, được giới hâm mộ gọi là Búp Bê Thanh Mai vì cô hát lời Việt của Vũ Xuân Hùng, bản Búp Bê Không Tình Yêu, phần nhạc Pháp do Thanh Lan ca. Bản này rất nổi tiếng trong giới yêu nhạc trẻ năm xưa. Thanh Mai có cô con gái cũng là một tiếng hát trẻ đầy triển vọng, lấy tên là Fatima, hai mẹ con có vài lần trình diễn chung trên sân khấu. Về cuộc sống hiện tại, ca sĩ Thanh Mai nói: "Cuộc sống rất thoải mái, hiện giờ tôi không còn làm nhà hàng nữa, tôi hiện đang làm cho một hãng bảo hiểm về sức khỏe của cộng đồng người Việt ở Mỹ, mỗi tuần tôi lên TV để giới thiệu về các gói bảo hiểm, đời sống của tôi rất bình yên." Chia sẻ về người bạn đời, ca sĩ Thanh Mai nói: "Ông là người luôn bên cô dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời." Nữ ca sĩ quyết định dừng sự nghiệp sau nhiều năm miệt mài vì muốn toàn tâm toàn ý cho gia đình. "Tôi may mắn khi sự nghiệp kéo dài, tôi qua Pháp rồi qua Mỹ hát, tôi hát đến hơn 40 tuổi mới dừng, tôi ngừng hát vì muốn phụ chồng làm nhà hàng, lúc đó tôi muốn quay về lo cho gia đình," cô kể.